Hoa Sa và Thi Nhung xin kính chào quý khán giả của Việt TV. Quý vị đang đến với phần tin 24 giờ qua và sau đây kính mời quý vị theo dõi bản tin chi tiết đầu tiên cùng với Thi Nhung. Kính thưa quý vị, để mở đầu cho phần tin 24 giờ qua là một bản tin liên quan đến Việt Nam cho biết Viện Kiểm sát cấp cao đề nghị hủy án sơ thẩm vụ VN Pharma. Chiều 22 tháng 9, Viện Kiểm sát cấp cao Cộng sản Việt Nam đã ra quyết định kháng nghị, đề nghị tòa cùng với cấp xử phúc thẩm hủy bỏ bản án sơ thẩm của Tòa án Sài Gòn đối với cựu chủ tịch VN Pharma Nguyễn Minh Hùng cùng với đồng phạm buôn lậu thuốc trị ung thư. Trước đó, Viện này đã giao Phòng Nghiệp vụ Hình sự nghiên cứu toàn bộ hồ sơ vụ án do có nhiều ý kiến trái chiều cho rằng việc định tội danh lãnh đạo VN Pharma cùng với đồng phạm là chưa đúng. Các bị cáo có dấu hiệu của tội buôn bán hàng giả là thuốc chữa bệnh, khung hình phạt phải cao hơn nhiều so với tội buôn lậu. Trước đó, trong phiên sơ thẩm vào tháng trước, Tòa án Sài Gòn tuyên phạt ông Hùng và Võ Mạnh Cường, Giám đốc Công ty Thương mại Hàng hải Quốc tế HNC, 12 năm tù về tội buôn lậu. Các bị cáo này chỉ đạo nhân viên làm giả các chứng từ, thủ tục thanh toán để được Bộ Y tế cấp giấy phép nhập cảng 9.300 hộp thuốc H. Capita 500mg Caplic để chữa bệnh ung thư, trị giá hơn 250.000 Mỹ Kim. Lô hàng này cũng là thuốc giả. Bản tin tiếp theo có liên quan đến Á Châu cho hay Trung Quốc nghi ngờ Bắc Hàn phóng tên hỏa tiễn lần nữa. Thưa quý vị, cơ quan theo dõi động đất của Trung Quốc vừa thông báo rằng vào ngày 23 tháng 9 đã nhận thấy dấu hiệu của một trận động đất có cường độ 3,4 độ Richter ở Bắc Hàn, khiến cho nhiều người nghi ngờ rằng đây thực ra là một vụ phóng thử hỏa tiễn mới của Bắc Hàn. Bộ Ngoại giao Trung Quốc vẫn chưa có thông tin chính thức nào về sự việc này, nhưng giới truyền thông ở Trung Quốc và các phương tiện truyền thông xã hội đã loan báo tin này rộng rãi. Cơ quan theo dõi động đất của Nam Hàn cũng đã ghi nhận dấu hiệu có động đất ở Bắc Hàn và đang điều tra, tạm thời cho rằng đây là động đất tự nhiên thật sự và cường độ chỉ có 3,0 độ Richter. Phía Nam Hàn cho biết hiện giờ vẫn chưa ghi nhận được các làn sóng chứng tỏ rung chuyển vừa rồi ở Bắc Hàn là do con người tạo ra. Cũng theo cơ quan theo dõi động đất của Nam Hàn, thì dấu hiệu động đất được phát hiện ở quận Kyushu thuộc tỉnh Nam Yong, Bắc Hàn, là nơi mà Bắc Hàn có đặt dàn phóng hỏa tiễn. Pakistan và Ấn Độ giao tranh ở biên giới khiến cho 6 người chết, 30 người bị thương. Nhà chức trách hai nước Pakistan và Ấn Độ đều xác nhận rằng vào ngày 22 tháng 9, quân đội hai nước đã đụng độ với nhau tại vùng biên giới hai nước khiến cho 6 thường dân bị chết và 30 người bị thương. Cuộc đụng độ xảy ra tại vùng biên giới phân chia, một bên là tỉnh Punjab của Pakistan, một bên là khu Jammu thuộc vùng Kashmir do Ấn Độ kiểm soát. Theo lời giới chức quân đội Pakistan, thì quốc gia này là bên bị thiệt hại nhiều hơn vì có 6 thường dân chết và 26 người bị thương. Phía Ấn Độ cho rằng Pakistan là bên vi phạm thỏa thuận ngừng chiến trước, làm cho 4 người Ấn Độ bị thương. Cả hai nước Pakistan và Ấn Độ đều là các nước có sản xuất vũ khí nguyên tử và cùng tranh giành chủ quyền lãnh thổ tại vùng Kashmir. Kể từ khi giành được độc lập từ Tây Anh và phân chia thành hai nước vào năm 1947, Pakistan và Ấn Độ đã giao chiến tới 3 lần để giành Kashmir. Cả hai bên đều đã từng nhiều lần tố cáo lẫn nhau vi phạm thỏa thuận ngừng chiến và giết hại binh sĩ của đối phương. Thái Lan bắt được người bị Hoa Kỳ truy nã vì tội cưỡng hiếp trẻ em. Thưa quý vị, nhà chức trách Thái Lan cho biết, vào ngày 22 tháng 9 đã bắt được một người đàn ông người Hoa Kỳ tên là Jackson Matthew Hall đang bị chính quyền Hoa Kỳ truy nã vì tội đã cưỡng hiếp một bé gái 5 tuổi ở Hoa Kỳ rồi dùng một giấy thông hành giả bỏ trốn qua Thái Lan. Người đàn ông này đã được nhà chức trách đưa về đồn cảnh sát của tỉnh Koh Samui ở Thái Lan để thẩm vấn. Tại đây, ông ta đã phủ nhận tất cả mọi tội trạng và giải thích rằng ông ta không ra đầu thú với tòa đại sứ Hoa Kỳ tại Thái Lan khi biết tin bị truy nã là vì ông ta đã có vợ là một phụ nữ Thái. Hiện giờ vẫn chưa biết người đàn ông này đã tới Thái Lan vào lúc nào, nhưng những tin tức ban đầu cho hay ông ta đã trốn tránh một thời gian ở miền Bắc Thái Lan và hành nghề dạy Anh văn. Động đất 6.2 độ Richter tại Mexico. Cục quan trắc địa chất Hoa Kỳ USG cho hay vào ngày 23 tháng 9, tại thị trấn Matias Romero thuộc tiểu bang Oaxaca của Mexico đã xảy ra một trận động đất có cường độ 6.2 độ Richter.
Thị trấn Matias Romero nằm cách thủ đô Mexico City 660 km về phía đông nam. Tin tức cho biết, mặt đất tại đây đã rung chuyển nhẹ vì động đất, nhưng tại thủ đô Mexico City, nhà chức trách cũng đã ra lệnh báo động có động đất. Mới hồi đầu tuần qua, vào ngày 19 tháng 9, khu vực thủ đô Mexico City đã phải chịu một trận động đất lớn có cường độ lên tới 7,1 độ Richter. Đây là một trong những trận động đất lớn nhất tại Mexico trong vòng 10 năm nay. Thiệt hại tính cho tới giờ đã phá hủy hơn 50 tòa nhà ở khắp thủ đô và khiến cho gần 300 người chết trên toàn quốc, cùng với hàng mấy ngàn người khác lâm vào cảnh vô gia cư. Biểu tình tại thành phố Sydney của Úc Quốc phản đối hôn nhân đồng tính. Thưa quý vị, vào ngày 23 tháng 9, một số người đã biểu tình tại thành phố Sydney, Úc Quốc để phản đối ý định hợp thức hóa hôn nhân của những người đồng tính. Những người này thuộc một phong trào mang tên là Party for Freedom, khi đi biểu tình đã mang theo biểu ngữ ca ngợi hôn nhân giữa những người dị tính. Một nhóm người đông đảo hơn nữa ủng hộ hôn nhân đồng tính không bao lâu sau đã tới phản biểu tình ngay cùng một chỗ. Quốc hội Úc Quốc đang kêu gọi dân chúng tham gia một cuộc trưng cầu dân ý tự nguyện về vấn đề chính quyền có nên hợp thức hóa hôn nhân giữa những người đồng tính hay không. Kết quả cuộc trưng cầu dân ý này không có giá trị về mặt pháp luật, nhưng vấn đề này đang gây ra tranh cãi dữ dội và khiến cho liên minh cầm quyền của hai đảng Tự do và Quốc gia chia rẽ nhau. Nếu được chính quyền và dân chúng chấp thuận, thì Úc Quốc sẽ trở thành nước thứ 25 trên thế giới chấp nhận hợp pháp hóa hôn nhân của người đồng tính. Thưa quý vị, 10.000 người dân tại Indonesia phải di tản vì lo sợ núi lửa phun trào. Đã có gần 10.000 người sinh sống tại các làng mạc gần ngọn núi lửa Mas Ongung thuộc đảo Bali của Indonesia đã được lệnh di tản vì có dấu hiệu rõ ràng cho thấy núi lửa này sắp phun trào trở lại. Chính quyền Indonesia đã nâng cấp báo động núi lửa tại Bali lên tới mức cao nhất. Có nghĩa là hiện giờ, núi lửa Mas Ongung có thể phun trào bất cứ lúc nào. Nhà chức trách yêu cầu dân chúng và du khách phải tránh xa khu vực xung quanh núi lửa trong vòng bán kính 9 km. Vì mặt đất xung quanh núi lửa đang rung chuyển và có khói bốc lên từ miệng núi. Mặc dù có báo động núi lửa và lệnh di tản, nhưng số du khách tới đảo Bali trong lúc này vẫn tiếp tục gia tăng chứ không giảm. Mọi hoạt động du lịch vẫn diễn ra bình thường và phi trường quốc tế Bali vẫn nhộn nhịp như bình thường. Trong hai năm 1963-1964, núi lửa này đã phun trào nhiều lần liên tiếp khiến cho hơn 1.000 người chết và hàng mấy trăm người khác bị thương. Iran phóng thử hỏa tiễn đạn đạo mới. Thưa quý vị, vào ngày 23 tháng 9, hãng thông tấn quốc gia Iran Press TV đưa tin chi tiết có kèm tới hình ảnh trên truyền hình cho biết rằng, vào ngày 22 tháng 9, Iran vừa phóng thử một hỏa tiễn đạn đạo có tên là Khorramshahr. Đoạn phim quay cảnh hỏa tiễn này được phóng lên đã được chiếu trên đài truyền hình Arbrit của Iran trong cùng ngày. Cũng theo hãng tin này, thì loại hỏa tiễn có tên là Khorramshahr cùng với hai loại hỏa tiễn đạn đạo hiện có của Iran, đó là Kharif và Sejil, đều có thể gắn theo nhiều đầu đạn nguyên tử một lúc. Riêng hỏa tiễn Khorramshahr còn có thể bay xa tới 2.000 km. Địa điểm phóng hỏa tiễn Khorramshahr này vẫn còn được dự kiến. Hãng tin Press TV cũng dẫn lời một tướng lãnh là cấp chỉ huy của không quân trong lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo IRGC cho biết, hỏa tiễn này được chế tạo với hình dáng nhỏ hơn so với các hỏa tiễn khác, nhưng hữu hiệu hơn về mặt chiến thuật và chắc chắn sẽ được đem ra sử dụng trong tương lai gần đây. Vùng Catalonia và chính quyền trung ương giành quyền điều khiển cảnh sát. Xung đột giữa chính quyền trung ương của Tây Ban Nha và chính quyền vùng Catalonia càng thêm căng thẳng vì hiện tại hai bên đều muốn giành quyền kiểm soát lực lượng cảnh sát tại đây. Ngày 23 tháng 9, một biện lý của chính quyền trung ương thông báo rằng tất cả cảnh sát, dù là cảnh sát quốc gia hay cảnh sát của địa phương, đều được đặt dưới quyền chỉ huy duy nhất của Bộ Nội vụ có trụ sở ở thủ đô Madrid. Trong khi đó, người phụ trách Sở Nội vụ của vùng Catalonia lại tuyên bố không chấp nhận để cho chính quyền trung ương điều khiển cảnh sát địa phương. Luật pháp của Tây Ban Nha cho phép cảnh sát trung ương được quyền điều khiển cảnh sát các địa phương mỗi khi hai bên có hành động chung, nên chưa rõ chính quyền vùng Catalonia có được quyền bất tuân lệnh hay không. Tờ báo La Vanguardia ở vùng Catalonia đưa tin, cảnh sát trung ương được lệnh tiếp tục điều khiển cảnh sát vùng Catalonia cho tới ít nhất là hết ngày 1 tháng 10,
là ngày mà vùng Catalonia dự tính mở cuộc trưng cầu dân ý về việc có nên tách rời khỏi Tây Ban Nha hay không. Quý vị vẫn đang theo dõi phần tin 24 giờ qua cùng với Thi Nhung và Hoài Sa. Mong quý vị đừng rời khỏi màn hình của VTV. Sau phần thông tin thương mại sẽ là những bản tin có liên quan đến Hoa Kỳ và giải trí.